Còn bây giờ là thời gian dành cho những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Khánh Phương. Chiều ngày hôm qua thì Cần Thơ có mưa kèm gió mạnh. Không biết thì sang hôm nay sẽ như thế nào ạ? Dạ vâng, xin chào chị Mỹ Ngọc cùng quý vị khán giả. Theo dự báo thì chiều và tối nay ở tại Cần Thơ sẽ có mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa cũng như khả năng xảy ra gió giật mạnh và sấm sét. Trước khi có mưa thì bầu không khí vẫn oi bức với mức nhiệt cao nhất là 33 độ. Thành phố đảo Phú Quốc là nơi có thời tiết mát mẻ nhất khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất chiều nay sẽ không vượt quá 31 độ. Chiều và tối thì có mưa dông rải rác, có nơi mưa lượng khá. Và đây cũng là nơi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên nguy cơ xảy ra gió giật mạnh và sấm sét cũng sẽ cao hơn các nơi khác. Với những nơi khác ở tại khu vực miền Tây Nam Bộ, thì dự báo cũng sẽ tiếp tục oi bức trong một vài giờ nữa. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này dao động từ 32 đến 33 độ, riêng Châu Đốc cao nhất sẽ là 34 độ. Và thành phố Thủ Dầu Một cũng sẽ là nơi có nhiệt độ cao 34 độ. Còn thành phố Hồ Chí Minh và khắp các nơi khác ở khu vực miền Đông Nam Bộ, mức nhiệt sẽ dao động từ 32 cho đến 33 độ. Sau 14 giờ, Nam Bộ cũng sẽ bắt đầu chuyển mưa dông nhiều nơi. Lượng mưa phổ biến từ 10 cho đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm, đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng đô thị, thành phố. Và thưa quý vị, chỉ còn một vài ngày nữa sẽ đến với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Quý vị có thể lên kế hoạch du lịch ngay chính tại khu vực miền Tây sông nước cũng rất là hấp dẫn. Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ là điểm du lịch đặc sắc của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, được tạp chí du lịch Route Guide của Anh bình chọn là một trong 10 chợ ấn tượng nhất trên thế giới. Đến An Giang thì quý vị có thể hòa mình vào khung cảnh sông nước rất là thơ mộng của mùa nước nổi. Hay như chúng ta sẽ ghé qua Long An để có thể trải nghiệm du lịch sông nước rất đặc trưng ở tại nơi đây. Còn bây giờ đến với thời tiết biển. Thời tiết ở tại vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, bao gồm quần đảo Nam Du, Phú Quốc và Thổ Chu, hôm nay sẽ tiếp tục có mưa dông đi kèm với khả năng xảy ra lốc xoáy. Còn với khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, ngoài cảnh báo mưa dông còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, độ cao sóng từ 2 cho đến 3,5 mét.